Mình xin giới thiệu lại với các bạn, đây là mẫu tai nghe Bluetooth L8 Hi-Fi nha các bạn. Thì mẫu tai nghe này nó có cái thiết kế rất là nhỏ gọn, dạng kén nha các bạn. Thì khi các bạn mở, đây là hiển thị cái phần trăm pin của nó nhé. Khi các bạn cần kết nối thì các bạn chỉ cần nhấc tai nghe ra và nó sẽ tự kết nối với nền điện thoại của bạn nhé. Cực kỳ thông minh và cực kỳ tiện lợi như tai nghe AirPods luôn. Các bạn chỉ cần mở ra và bật Bluetooth lên kết nối vào lần thứ nhất, và lần thứ hai thì các bạn chỉ cần bỏ tai nghe ra thì nó sẽ tự kết nối với tai nghe của bạn nhé. Và tai nghe này nó có một cái tính năng rất là thông minh, là các bạn có thể nháy đúp ở phần cảm ứng ở đây như AirPods luôn nhé. Nháy một lần thì sẽ là dừng nhạc này, hai lần sẽ là next bài này, một lần sẽ là nghe gọi này. Đó, thì cái cảm giác mà các bạn đeo tai nghe thì nó như tai nghe AirPods luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền rất là nhỏ mà các bạn có thể đánh đổi lại được tai nghe rất là hay này. Chất lượng âm thanh bên mình cam kết các bạn cực kỳ hay luôn nhá. Bên mình bảo hành cho bạn có hai màu cho bạn lựa chọn, đấy là màu trắng và màu đen đấy nha các bạn.